Dộ tin Triều Tiên đưa binh sĩ đến Ukraine hỗ trợ quân đội Nga Ukraine mất cảnh giác, Nga chấp thời cơ chiếm thêm hai làng ở Sumy Ukraine ồ ạt tung đòn tấn công dồn dập sau khu vực của Nga Nga xây hầm tránh bom, phòng thủ dọc theo bờ biển Crimea Pháp điều tra đối thủ hàng đầu của Tổng thống Macron Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những thông tin chính trong bản tin được chúng tôi liên tục cập nhật. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị theo hãng tin Reuters, đoàn huấn luyện viên quân sự Triều Tiên do người đứng đầu một học viện quân sự uy tín ở Bình Nhưỡng làm trưởng đoàn đã bắt đầu chuyến đi tới Nga. Các chuyên gia cho rằng nếu điều đó xảy ra, lợi thế chính mà Nga có được là sẽ có một số lượng binh khổng lồ của Triều Tiên theo hãng tin Reuters, chuyến thăm của phái đoàn huấn luyện viên quân sự Triều Tiên tới Nga đánh dấu cuộc trao đổi quân sự đầu tiên giữa Moscow và Bình Nhưỡng kể từ khi hai nước ký kết một hiệp ước quân sự sâu rộng vào tháng trước. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 6. Hai nhà lãnh đạo Nga Triều Tiên đã hội đàm trước khi ký hiệp ước, cam kết cung cấp viện trợ quân sự cho nhau nếu một trong hai bên bị tấn công. Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-yeol mô tả sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên là mối đe dọa rõ ràng và thách thức nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và ở châu Âu. Kênh truyền hình Sơn TV của Hàn Quốc mới đây dẫn lời một quan chức chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết Bình Nhưỡng có kế hoạch cử lực lượng xây dựng và kỹ thuật đến vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát vào cuối tháng này để thực hiện nỗ lực tái thiết. Và đây là một phần của hiệp ước đồng ý hỗ trợ quân sự cho nhau nếu bên kia bị tấn công giữa Nga và Triều Tiên. Theo Business Insider, cho đến nay, vẫn chưa có xác nhận chính thức nào được đưa ra. Thiếu tướng Pat Ryder, thư ký báo chí lầu năm góc cho biết, khả năng Triều Tiên gửi lực lượng quân sự đến Nga là điều chắc chắn phải để mắt tới. Các chuyên gia nói với Business Insider rằng, nếu điều đó xảy ra, lợi thế chính mà Nga có được sẽ là số lượng binh sĩ khổng lồ của Triều Tiên, chứ không phải năng lực chiến đấu của họ, các chuyên gia nhận định. Ông John Hardy, phó giám đốc chương trình Nga tại Quỹ Bảo vệ nền dân chủ FDD có trụ sở tại Washington, Mỹ cho biết ngay cả khi các báo cáo là đúng, ông vẫn nghi ngờ việc triển khai quân đội Triều Tiên sẽ có tác động đáng kể trên chiến trường Ukraine. Trước đó, thông tin về việc Triều Tiên có thể điều bốn lữ đoàn công binh với 20.000 binh sĩ sang Ukraine đã thu hút sự quan tâm lớn từ báo chí quốc tế. Ông Alexei Kuch, chuyên gia người Ukraine cho rằng Nga đang trong tình trạng bế tắc giao tranh do không thể vượt qua hàng phòng ngự của lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng họ có thể được giúp đỡ bởi các binh sĩ Triều Tiên những người sẽ sớm đến khu vực xung đột. Các đơn vị công binh Triều Tiên rất giỏi đào, xây công sự và đặt đường hầm dưới lòng đất, cho nên họ có thể giúp quân đội Nga vượt qua hàng phòng ngự của Ukraina. Chiến thuật như vậy không phải là điều gì đó xa lạ đối với Moscow khi các cuộc đột kích gần Adipka và Toresk được thực hiện chính xác như vậy. Nhà phân tích thậm chí nói rằng chiến lược tác chiến hầm ngầm đã được hai nhà lãnh đạo Putin và Kim Jong Un thảo luận trong chuyến thăm gần đây của tổng thống Nga tới Triều Tiên các đơn vị Nga đã lợi dụng sự mất cảnh giác của lực lượng phòng vệ Ukraine để bất thần tấn công chiếm các làng Alexandrovka và Popovka ở vùng Sumy. Cụ thể, lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành thăm dò khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine ở nhiều khu vực khác nhau trên biên giới Nga-Ukraine để tạo vùng đệm an ninh trên biên giới giữa vùng Benkrod của Nga với các vùng Kharkov và Sumy của Ukraine. Giới truyền thông Nga cho biết rằng các nhóm quân được tổ chức đặc biệt của Nga, trong đó có lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 128, đã đánh chiếm hai khu định cư quan trọng ở quận Aktiski thuộc vùng Sumy. Sau khi thực hiện những hành động nghi binh khéo léo, các chiến binh từ các đơn vị của lực lượng vũ trang Nga đã tiến vào các làng Alexandrovka và Popovka và hoàn toàn nắm quyền kiểm soát hai khu định cư này. Theo đó, các đơn vị Nga tiến sang Alexandrovka và Popovka từ các làng zarechie sekol và sino quận grey vùng Belgorod của nga bị bất ngờ các đơn vị của lực lượng vũ trang ukraine và cơ quan biên phòng nhà nước đang bảo vệ biên giới đã rút lui sâu hơn vào lãnh thổ ukraine tuy nhiên ngoài việc lực lượng vũ trang nga bất ngờ đánh chiếm hai ngôi làng này vẫn chưa có thông tin gì về một cuộc tấn công quy mô lớn của quân nga trong khu vực này hiện các lực lượng nga đang thực hiện hai nhiệm vụ ở hai làng này là kiểm tra sự ổn định của các tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine, bộ họ phải đề cao cảnh giác, đánh lạc hướng Bộ chỉ huy Ukraine khỏi các khu vực khác và kéo giãn lực lượng của Ukraine trên toàn tuyến biên giới. Trong một diễn biến liên quan, AVP thông tin quân đội nga vừa qua đã sử dụng tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander nhằm vào đoàn xe chở thiết bị quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine. Cuộc tấn công xảy ra ở làng Steskovka thuộc khu vực Sumy. Theo dữ liệu do quân đội nga cung cấp, bom đạn được chất đầy trong từng xe. Cuộc tấn công lần này của Nga cũng có sự hỗ trợ từ máy bay không người lái để xác định mục tiêu và tấn công chính xác. Hậu quả của vụ tấn công là 12 ô tô và 7 xe jeep quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy. Theo AVP, một số lượng lớn đạn pháo đã bị phá hủy trong cuộc tấn công này. Những chiếc xe trong đoàn chất đầy đạn pháo và đang được chuyển ra tiền tuyến. Cuộc tấn công ở làng steskoka là một phần trong nỗ lực lớn hơn của lực lượng vũ trang Nga nhằm ngăn chặn sự hỗ trợ từ hậu phương cho các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến. Việc phá hủy một đoàn xe chở đầy đạn dược và trang thiết bị sẽ góp phần làm suy yếu khả năng của quân đội Ukraine trong khu vực này và giáng một đòn mạnh vào các đơn vị thuộc lực lượng Ukraine trên mặt trận. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng hệ thống phòng không của nước này đã chặn và phá hủy 3 máy bay không người lái trên vùng Belgorod gần biên giới Ukraine, 7 máy bay không người lái trên vùng Kursk, 2 máy bay không người lái trên vùng mươi 21 máy bay không người lái trên vùng Rostov và 5 máy bay không người lái trên vùng Astrakhan. Moscow chưa thống kê được chính xác số UAV của Ukraine, nhưng cho biết đây là một vụ tấn công quy mô lớn nhắm đến 6 tỉnh của Nga. Thống đốc Andrei Bocharov cũng báo cáo về một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở vùng Volgograd. Ông cho biết các mảnh vỡ rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn ở thị trấn Frolovo và tại một kho dầu ở thị trấn Kalachnadonu. Các đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn và một cột khói đen bốc lên tại kho dầu. Các cuộc không kích diễn ra sau cuộc tấn công chết chóc nhất của Nga trong năm nay nhằm vào Ukraine hôm 8 tháng 7 trong đó một loạt tên lửa đã tấn công các mục tiêu trên khắp đất nước, mà theo cáo buộc của Ukraine là bao gồm cả bệnh viện nhi Okhmatit ở thủ đô Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tổng cộng có gần 100 cơ sở bị hư hại trên toàn quốc, bao gồm bệnh viện nhi Okhmatit, nhà dân, trường mẫu giáo, bệnh viện phụ sản, một trường đại học và một trung tâm thương mại. Ông Zelensky cho biết trong một tuyên bố trên kênh truyền thông xã hội của mình rằng đống đổ nát tại các địa điểm này vẫn đang được dọn dẹp nhà lãnh đạo Ukraine cho biết người Nga phải chịu trách nhiệm về việc này, chỉ lo lắng thôi không ngăn chặn được khủng bố, lời chia buồn không phải là vũ khí. Ông nói thêm, chúng ta cần bắn hạ tên lửa của Nga, máy bay chiến đấu của Nga phải bị phá hủy ngay tại nơi chúng trú chú ngụ, phải có những bước đi mạnh mẽ để loại bỏ mọi lỗ hổng an ninh. Kiev cáo buộc Moscow tấn công vào các mục tiêu dân sự, tuy nhiên Nga khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự. Báo Nga thậm chí nhận định tên lửa rơi xuống khu vực bệnh viện nhi Madrid ở Kiev sáng mùng 8 tháng 7, giống mẫu tên lửa phòng không Nasam mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Đây vốn là tên lửa không đối không nhưng được hoán cải để khai hỏa từ bệ phóng mặt đất. Ngày mùng 9 tháng 7 theo giờ Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về tình hình xung đột tại Ukraine. Các thành viên Hội đồng Bảo an đã mặt giáp mặt với Nga về vụ tấn công tên lửa trước đó phá hủy một phần bệnh viện nhi lớn nhất Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc, Sergei Kislytsia cáo buộc Nga cố tình nhắm vào nhóm dễ bị tổn thương và không có khả năng tự vệ. Ông Kislytsia cho các thành viên Hội đồng Bảo an xem bằng chứng về vật thể mà Ukraine cho là tên lửa hành trình Nga nhắm vào bệnh viện Okhmatit, trong đó có ảnh một số mảnh vỡ. Đây là những hình ảnh cơ quan an ninh Ukraine SBU công bố trước đó với nhận định đây là mảnh động cơ tên lửa hành trình KH-101 của Nga. SBU cho biết, phân tích về thiệt hại và quỹ đạo bay của quả đạn cho thấy bệnh viện trúng đòn trực diện. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia phát biểu, Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng Nga không tấn công mục tiêu dân sự ở Ukraine. Các cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào cơ sở công nghiệp quân sự và căn cứ không quân Ukraine. Một trong những mục tiêu ở Kiev là nhà máy Atem, nhà sản xuất tên lửa máy bay, vũ khí và đạn dược chính. Và cho biết thêm, vì nhà máy nằm cách bệnh viện Nhi, Okmatet, khoảng 2 km, có mọi lý do để tin rằng thứ rơi xuống nơi này là tên lửa phòng không Ukraine đã bắn ra nhằm mục đích đánh chặn tên lửa Nga hướng đến nhà máy. Ông Nebenzia nói, nếu đây thực sự là đòn tập kích của Nga, tòa nhà sẽ bị săn phẳng, toàn bộ trẻ em và người lớn tại đây sẽ thiệt mạng, không chỉ bị thương. Chúng tôi lấy làm tiếc vì Hội đồng Bảo an bị lôi kéo vào chiến dịch truyền thông bẩn của Kiev. Trong khi đó, Pháp và Ecuador đã yêu cầu tổ chức phiên họp này tại Hội đồng Bảo an. Đại sứ Slovenia Samuel Zaboga kêu gọi, Nga chủ tịch, hãy dừng cuộc xung đột này lại, giao tranh đã diễn ra quá lâu rồi. Đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield nói với các đồng nghiệp rằng họ có mặt tại phiên họp vì Nga, thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và hiện là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an đã tấn công một bệnh viện nhi. Hãng tin AP cho biết Nga đã phóng hơn 40 tên lửa vào các thành phố trên khắp Ukraine, gây thiệt hại cho bệnh viện nhi, Okhmatit lớn nhất của Ukraine ở Kiev và các tòa nhà khác. Vụ tấn công vào bệnh viện nhi, Okhmatit khiến mảnh vỡ rơi vào lồng ngực của bệnh nhân tim giữa lúc phẫu thuật, trong khi bệnh nhân ung thư phải đẩy giường bệnh vào công viên và ra ngoài đường. Tuy nhiên, Điện Kremlin khẳng định Nga không tấn công các mục tiêu dân sự. Ukraine sẽ sớm nhận được tiêm kích F-16 sau khi chính phủ Hà Lan cấp các giấy phép cần thiết để bàn giao máy bay chiến đấu này cho Kiev. Phía Hà Lan không nêu rõ số lượng máy bay sẽ được chuyển đi trong đợt bàn giao đầu tiên này, cũng như chính xác thời gian khi nào chúng sẽ đến Ukraine. Nga nhiều lần cảnh báo sẽ phá hủy các chiến đấu cơ F-16 mà phương Tây cung cấp cho Kiev, thậm chí cả những chiếc được triển khai bên ngoài biên giới Ukraine để tấn công Nga. Ngoài chiến thuật đánh vào các sân bay quân sự để F-16 không còn nơi cất cánh ở Ukraine, các phi công Nga cũng đã lên kế hoạch để đối phó với máy bay chiến đấu của phương Tây. Theo kênh tin tức quốc phòng Zvezda của Nga, các phi công tiêm kích Su-30 của nước này đã xây dựng chiến thuật trong trường hợp phải giao chiến với F-16. Các phi công Nga tin rằng F16 sẽ không gây ra mối đe dọa đáng kể trong các tình huống chiến đấu. Họ đang nghiên cứu kỹ lưỡng các đặc tính của F16. Cả phi công mới và các phi công giàu kinh nghiệm của Nga đều liên tục tham gia các khóa huấn luyện để chuẩn bị cho các tình huống chiến đấu, bao gồm cả những cuộc chạm trán có thể xảy ra với máy bay Mỹ. Phi công Nga tự tin vào khả năng đối đầu với F16 trong các trận không chiến tầm gần, trong đó họ có thể khai thác điểm yếu của máy bay phương Tây để giành lợi thế. Mặc dù Ukraine có thể sẽ sử dụng chiến thuật đánh lừa và phục kích, nhưng các phi công Nga vẫn tự tin rằng máy bay của họ vượt trội hơn F-16 về khả năng cơ động, vũ khí và hệ thống nhắm mục tiêu. Với các hệ thống tiên tiến trên Su-30 SM-2 kết hợp với chiến thuật phù hợp, phi công Nga tin rằng họ sẽ có ưu thế trong bất kỳ cuộc giao chiến tiềm năng nào với F-16. Ông Oleg Pankov, giám đốc thiết kế của chương trình Su-30, cho biết Su-30 SM-2 đã được cải tiến đáng kể so với các biến thể trước đó đặc biệt là hệ thống vũ khí và radar. Su-30SM2 hiện có thể triển khai hầu hết mọi loại vũ khí tiên tiến trong kho vũ khí của Nga. Phạm vi phát hiện mục tiêu của biến thể này cũng tăng gần gấp đôi so với Su-30SM, bao gồm cả mục tiêu trên mặt đất và trên không. Kênh truyền hình Zvezda mới đây cũng đăng tải đoạn video hiếm hoi cho thấy Su-30SM2 thử nghiệm thả bom xuyên bê tông. Những quả bom này xuyên qua mặt đất trước khi phát nổ, cho thấy khả năng tấn công chính xác của máy bay. Ngoài ra, các máy bay chiến đấu Su-30 SM-2 sẽ nhận được trang bị động cơ mới tương tự động cơ được lắp trên máy bay Su-35 và Su-57 vào năm tới. Nhờ đó, Su-30 SM-2 có thể đạt tốc độ cao hơn. F-16 được cho là sẽ đóng vai trò then chốt trong hoạt động phòng thủ của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga. Dù vậy, biến thể mà Ukraine dự kiến được nhận sẽ là Block 15. F-16 AMBM Block 15 là biến thể đầu tiên của F-16 Fighting Falcon so với các phiên bản tiên tiến hơn, biến thể đời đầu này chỉ được trang bị hệ thống radar và hệ thống điện tử hàng không tương đối cơ bản. Radar AN/APG-66 tuy hiệu quả vào thời điểm block 15 mới ra mắt nhưng nó đã trở nên lỗi thời so với các hệ thống radar hiện đại hơn trong các biến thể F-16 sau này. F-16 AMBM Block 15 không có hệ thống tác chiến điện tử tích hợp như trong các mẫu mới hơn. Hệ thống vũ khí của Block 15 cũng kém phức tạp hơn. Các phiên bản sau này của F16 như block 50, 52 và block 60 được tích hợp hệ thống điều khiển bay tiên tiến và cải tiến về cấu trúc. Những nâng cấp này góp phần kéo dài tuổi thọ của khung máy bay, khiến chúng trở nên linh hoạt và bền bỉ hơn trong các điều kiện hoạt động khác nhau. Ngoài ra F16 AM/BM block 15 cũng không có khả năng liên kết dữ liệu tiên tiến. Trong hơn 2 năm kể từ khi xung đột Nga ukraine bùng phát, Bán đảo Crimea thường xuyên trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái Ukraine. Tháng trước, quân đội Ukraine bị Nga cáo buộc sử dụng tên lửa Atacms MS gắn đạn chùm tấn công Sevastopol thuộc bán đảo Crimea. Bốn tên lửa bị bắn hạ, một tên lửa phát nổ ở khu vực bãi biển khiến nhiều người thương vong. Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch, chính quyền Nga đã tăng cường nhiều biện pháp bảo vệ như dựng hàng rào bao cát, xây hầm trú ẩn. Irina, một du khách đến từ Belarus, nói Theo tôi, hầm trú bom là cần thiết. Chúng tôi đến đây thăm bạn bè và được thông báo tình hình tương đối căng thẳng. Nhưng ở đây có hầm trú ẩn và mọi biện pháp an toàn đều được tuân thủ. Tôi nghĩ rằng điều đó rất quan trọng. Thống đốc Sevastopol, Mikhail Ravuzayev tuần trước nhấn mạnh vai trò của các biện pháp phòng thủ bổ sung. Theo Pravda, mới đây, các thành viên của phong trào ATES báo cáo sự gia tăng đều đặn của các vị trí phòng thủ dọc theo bờ biển Crimea. Phong trào ATES cho biết trong khi chính quyền Nga cố gắng thuyết phục người dân rằng không có mối đe dọa nào từ hoạt động của quân đội Ukraine, thì số lượng các vị trí phòng thủ dọc bờ biển đang tăng lên từ ngày. Ở Yepatoria và Yanta, Nga thuê các nhà thầu dân sự xây dựng các vị trí phòng thủ kiên cố. Ở diễn biến liên quan, tờ Pravda Ukraine mới đây dẫn lời chuyên gia quân sự Vladislav Selesnyov cho rằng quân đội Ukraine đang dần làm giảm sự hiện diện của các lực lượng Nga tại Crimea. Theo chuyên gia Selesnyov, Việc giảm năng lực phòng không và phòng thủ tên lửa ở Crimea làm suy yếu khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga ở Crimea và việc phá hủy các kho đạn dược và thiết bị của Nga ở Crimea càng làm suy yếu sức mạnh quân sự của họ. Trong những ngày gần đây, Ukraine đang nhắm mục tiêu vào Crimea bằng tên lửa tầm xa do Mỹ cung cấp. Mỹ đã cấm Kiev sử dụng tên lửa chiến thuật ATACMS tầm xa trên lãnh thổ Nga, nhưng Crimea được hầu hết các quốc gia phương Tây công nhận là của Ukraine, khiến nơi này trở thành mục tiêu tấn công. Ông Mikhail Podolyak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Crimea là một trại lính và nhà kho lớn với hàng trăm mục tiêu quân sự trực tiếp, khiến các cuộc tấn công ở đó trở nên hợp pháp. Với các cuộc tấn công trên, Ukraine đã phá hủy bệ phóng và radar của một số hệ thống phòng không tiên tiến và hai phà của Nga vận chuyển thiết bị quân sự. Theo các quan chức Ukraine, cây cầu đường sắt và đường bộ nối từ Nga đến Crimea, tuyến đường chính đến bán đảo đã không được sử dụng trong gần một năm, cho vận chuyển thiết bị quân sự hạng nặng kể từ khi Ukraine phá hủy nghiêm trọng nó bằng hai thiết bị bay không người lái UAV của hải quân. Với tiền tuyến hầu như không có biến động lớn, cả Nga và Ukraine đều đang tìm cách sử dụng các cuộc tấn công tầm xa để giành lợi thế trước mùa đông năm nay. Một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine cho biết, Nga có vẻ sẽ tiếp tục cách tiếp cận cứng rắn của mình, sẵn sàng tấn công để đạt được một số bước tiến nhỏ, Vị này đánh giá Nga không có đủ quân để tấn công quy mô lớn vào Kharkov. Triển khai lực lượng đến đó sẽ khiến các khu vực khác của mặt trận yếu hơn. Trong khi đó, trao đổi với các phóng viên trước khi khai mạc hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO ở Washington, Mỹ, một quan chức của NATO cũng cho biết gần đây Nga ra sức tìm cách nhằm làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine. Theo quan chức này, trên tiền tuyến Ukraine, Nga cũng đang phải chịu tổn thất cao và dường như không đủ lực lượng, đạn dược để tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn. Quan chức trên nhận định, điều họ đang phải làm là ra lệnh cho các đơn vị thiếu người, thiếu kinh nghiệm di chuyển vào các khu vực để đạt được những mục tiêu phi thực tế. Để duy trì các hoạt động tấn công thực sự, chúng tôi cho rằng Nga sẽ phải đảm bảo nguồn cung cấp đạn dược đáng kể từ các quốc gia khác. Quan chức này cũng không loại trừ khả năng Nga phải tiến hành một đợt động viên quân nữa. Trước đó, việc Nga xây dựng lại lực lượng quân sự nhanh hơn dự đoán của phương Tây nhờ năng lực công nghiệp quốc phòng vượt trội và sự trợ giúp của các đối tác. Nhiều bình luận đã cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong quan điểm về năng lực khôi phục lực lượng của quân đội Nga. Từng chỉ xoáy sâu vào thiệt hại về kinh tế và quân sự mà Nga phải gánh chịu do xung đột tại Ukraine. Trong những tháng gần đây, giới chức Mỹ bắt đầu thừa nhận Nga đang hồi phục nhanh hơn Washington ước tính. Tốc độ hồi phục của Nga là vấn đề quan trọng đối với Ukraine và các quốc gia ủng hộ Kiev, đặc biệt là Mỹ. Bình luận viên Noah Robertson của Defense News nhận định, trong trường hợp Moscow tiếp tục tái xây dựng lực lượng nhanh hơn Washington tính toán, đây sẽ là thách thức mang tính lâu dài và có thể là tốn kém hơn với NATO. Chiến lược quốc phòng của Mỹ gọi Nga là mối đe dọa cấp bách. Tuy nhiên, giới hoạch định quân sự phương Tây cũng suy ngẫm rằng nếu quân đội Nga không mạnh như những gì họ dự đoán trước khi xung đột bùng phát thì khả năng phục hồi của Moscow có giống như những gì họ nhận định hay không. Việc xác định chính xác năng lực của quân đội đối phương bằng các phương pháp khoa học là điều khó do không thể chỉ đếm số lượng quân và vũ khí mà họ có mà còn phải tính tới các chỉ số không dễ đo lường như tinh thần chiến đấu hay mức độ tham nhũng trong quân đội. Dù vậy thì giới hoạch định phương Tây vẫn đưa ra các con số ước tính, hầu hết cho rằng sau những tổn thất ban đầu ở Ukraine, Nga sẽ phải mất 5 đến 10 năm để tái thiết lực lượng, tùy thuộc vào sự hiệu quả của các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt lên Moscow và các mục tiêu riêng của Điện Kremlin. Các quan chức quốc phòng Mỹ và châu Âu cũng đưa ra nhận định rằng Nga có kho dự trữ vũ khí khổng lồ, song không phải là vô hạn, và đó là lý do Moscow phải dựa vào các đối tác khác người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cho biết với quan điểm bài nga của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato và sự tham gia của liên minh vào cuộc xung đột ở ukraine moscow sẽ theo dõi chặt chẽ tuyên bố hoặc quyết định được lãnh đạo các quốc gia phương tây đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh nato ở washington mỹ ông peskov giải thích chúng tôi sẽ theo dõi hội nghị thượng đỉnh kỹ càng nhất có thể vì nato coi nga là đối thủ liên minh này đã và đang tham gia cuộc xung đột ukraine từ ngày 9 đến 11 tháng 7, hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra tại Washington, Mỹ. Các lãnh đạo NATO dự kiến sẽ tập trung thảo luận về cuộc đối đầu với Nga và tăng cường hỗ trợ Ukraine. Ngoài ra, họ cũng sẽ xem xét tăng cường khả năng quân sự của liên minh, tăng cường lực lượng quân đội của các đồng minh và mua vũ khí mới, bao gồm cả hệ thống phòng không cũng như các đề xuất mới nhằm tăng chi tiêu quốc phòng. Bên cạnh đó, việc Ukraine gia nhập NATO trong dài hạn sẽ là một chủ đề quan trọng của các cuộc thảo luận. Trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO, cũng sẽ có cuộc họp giữa NATO và Liên minh châu Âu cùng các đối tác của NATO ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và một cuộc họp của Hội đồng NATO Ukraine. Tổng thống Biden ngày 9 tháng 7 là người chủ trì lễ kỷ niệm 75 năm ngày ký thỏa thuận thành lập NATO. Ngày tiếp theo, đại diện các nước thành viên sẽ chào đón Thụy Điển, thành viên mới nhất vào NATO. Bên lề thượng đỉnh NATO, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đại diện các đồng minh và đối tác đã ký thỏa thuận an ninh song phương với Ukraine. Nhân dịp này, Mỹ cũng sẽ công bố các bước mới nhằm củng cố năng lực phòng không và các năng lực quân sự khác của Ukraine. Theo giới quan sát, hội nghị NATO lần này tại Mỹ diễn ra trong bối cảnh đặc biệt bất lợi khi Tổng thống chủ nhà Joe Biden là một người ủng hộ mạnh mẽ liên minh nhưng tương lai chính trị của ông trở nên bấp bênh sau màn thể hiện gây thất vọng trong cuộc tranh luận với đối thủ Trump vừa qua và đã có những lời kêu gọi ông Biden rút khỏi cuộc đua kể cả từ bên trong Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, truyền thông Mỹ cho biết các trợ lý của ông Trump bắt đầu thảo luận về việc cải tổ NATO theo hướng giảm bớt vai trò của Mỹ trong nỗ lực đảm bảo an ninh cho châu Âu, cân nhắc đề xuất phương án khác cho Ukraine, trong đó có khả năng NATO thỏa hiệp với Nga. Mới đây, Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã gặp nhau ở thủ đô Washington bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO Ngoại trưởng hai nước thảo luận các công việc hiện tại nhằm đưa Ukraine tới gần quy chế thành viên của NATO cam kết giúp Ukraine nâng cao năng lực phòng thủ trong cuộc xung đột với Nga và hỗ trợ các cải cách cần thiết trong nỗ lực hội nhập xuyên đại Tây Dương của Ukraine Hai bên cũng thảo luận các bước mới đây của các đồng minh nhằm cải thiện năng lực phòng không của Ukraine. Nội dung thảo luận cũng bao gồm an ninh năng lượng và các nỗ lực của nhóm G7 nhằm củng cố hệ thống năng lượng của Ukraine trước các cuộc tấn công của Nga nhắm tới hạ tầng cơ sở năng lượng của Ukraine. Ngoại trưởng Mỹ chúc mừng người đồng cấp Ukraine về mức độ ủng hộ lịch sử tại thượng đỉnh toàn cầu mới đây ở Thụy Sĩ, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ cùng ngày cho biết, hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ làm rõ tương lai của Ukraine. Trả lời câu hỏi về việc Ukraine gia nhập NATO, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, Chúng tôi đã dành một khoảng thời gian đáng kể để thảo luận về cách diễn đạt cách thức trở thành thành viên NATO của Ukraine. Ngoại trưởng Antony Blinken đã nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Volodymyr Zelensky về vấn đề này ở Ukraine vài tháng trước. Và tất nhiên, nó là chủ đề thảo luận đang diễn ra giữa các thành viên NATO trong vài tuần qua. Tôi nghĩ chúng tôi đã đến được điểm chung và tất cả các bạn sẽ thấy điều này khi thông cáo chung được đưa ra. Tương lai của Ukraine là tại NATO và thông cáo sẽ làm rõ điều đó. Hội nghị thượng đỉnh NATO đang diễn ra tại Washington, Mỹ và một trong những nội dung được dư luận quan tâm là cơ hội nào để Ukraine gia nhập NATO. Trong khi Ukraine mong muốn nhanh chóng gia nhập NATO, thì đại diện của một số quốc gia thành viên NATO đã nhiều lần tuyên bố Ukraine sẽ không nhận được lời mời gia nhập NATO cũng như cam kết cụ thể về thời gian gia nhập liên minh tại hội nghị thượng đỉnh lần này. Thay vào đó, các nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục đưa ra tuyên bố chính trị chung rằng họ sẽ chấp nhận Ukraine gia nhập NATO trong tương lai sau khi cuộc xung đột với Nga kết thúc. Ngoài các vấn đề liên quan xung đột ở Ukraine, các vấn đề khác trong chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh NATO cũng bao gồm việc phát triển chiến lược mới cho sườn phía Nam để đối mặt với những thách thức an ninh ngày càng gia tăng ở Trung Đông và Bắc Phi, cũng như chào đón tân Tổng thư ký Mark Rutte. Đương kim Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh, Hội nghị thượng đỉnh tại Washington sẽ kỷ niệm 75 năm thành lập của liên minh thành công nhất trong lịch sử nhưng cũng là nơi chúng ta cùng nhau đưa ra những quyết định quan trọng cho tương lai không chỉ về chi tiêu quốc phòng chúng tôi cũng sẽ đưa ra các đề xuất về Ukraine tôi hy vọng NATO sẽ đóng vai trò dẫn đầu trong việc cung cấp hỗ trợ an ninh và đào tạo và các đồng minh cũng sẽ cam kết hỗ trợ quân sự và tài chính nhiều hơn cho Ukraine Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ cung cấp cho Ukraine 5 hệ thống phòng không chiến lược mới để chống lại Nga. Theo đó, Tổng thống Mỹ cùng Thủ tướng Hà Lan, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Italia, Tổng thống Rumani và Tổng thống Ukraine đã ra tuyên bố chung về việc giúp củng cố năng lực phòng không của Ukraine. Tuyên bố chung được đưa ra trong bối cảnh thượng đỉnh NATO nhằm kỷ niệm 75 năm thành lập khối đang diễn ra ở thủ đô Washington tuyên bố chung nêu rõ các quốc gia trên cam kết cung cấp cho Ukraine các năng lực phòng không bổ sung nhằm ứng phó với các cuộc tấn công của Nga nhắm tới hạ tầng cơ sở dân sự và quan trọng của Ukraine. Theo tuyên bố chung, các nước này sẽ cùng viện trợ cho Ukraine các hệ thống phòng không chiến lược bao gồm các bệ phóng Patriot do Mỹ, Đức và Romania cung cấp, các bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Hà Lan và một hệ thống tên lửa phòng không Samte do Italia cung cấp trong những tháng tới, Mỹ và các đối tác dự định sẽ cung cấp cho Ukraine hàng chục hệ thống phòng thủ chiến thuật bao gồm NASAMS, Hawks, Iris T SLM, Iris T SLS và Gepard. Các hệ thống này sẽ giúp mở rộng và củng cố phạm vi phòng không của Ukraine. Các nước bao gồm Canada, Na Uy, Tây Ban Nha và Anh sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các hệ thống này, trong khi các đồng minh khác sẽ giúp hỗ trợ tên lửa đánh chặn. Tuyên bố chung cũng hoan nghênh các hoạt động của NATO nhằm hỗ trợ nỗ lực của Ukraine phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp của NATO. Ngoài ra, theo báo Guardian, ông Biden đưa ra cam kết về viện trợ vũ khí cho Ukraine ngày 9 tháng 7, khi các lãnh đạo NATO bắt đầu họp thượng đỉnh ở Washington, Mỹ. Động thái diễn ra một ngày sau khi bệnh viện nhi Madrid ở Kiev bị tên lửa rơi trúng, khiến hàng chục người thương vong lãnh đạo Nhà Trắng lưu ý Kiev sẽ nhận thêm hàng trăm tên lửa đánh chặn trong năm tới nhằm giúp bảo vệ các thành phố cũng như binh lính Ukraine ở tiền tuyến. Với giọng điệu mạnh mẽ, ông Biden nhấn mạnh, trước cuộc xung đột, Nga từng cho rằng NATO sẽ tan rã. Ngày nay, NATO mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong lịch sử tồn tại. Khi cuộc xung đột vô nghĩa này bắt đầu, Ukraine là một đất nước tự do. Ngày nay, họ vẫn là một đất nước tự do và khi xung đột kết thúc, điều đó sẽ không thay đổi. Ukraine sẽ thắng thế. Trước đó, Mỹ và các đồng minh châu Âu đã thông báo sẽ giúp tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine vào thời điểm quốc gia này đang bị các lực lượng Moscow oanh tạc dữ dội. Vừa qua, Tổng thống Mỹ cùng Thủ tướng Hà Lan, Thủ tướng Đức, Thủ tướng Italia, Tổng thống Rumani và Tổng thống Ukraine đã ra tuyên bố chung về việc giúp củng cố năng lực phòng không của Ukraine. Tuyên bố chung được đưa ra trong bối cảnh thượng đỉnh NATO nhằm kỷ niệm 75 năm thành lập khối đang diễn ra ở thủ đô Washington, Mỹ. Tuyên bố chung nêu rõ, các quốc gia trên cam kết cung cấp cho Ukraine các năng lực phòng không bổ sung nhằm ứng phó với các cuộc tấn công của Nga nhắm tới hạ tầng cơ sở dân sự và quan trọng của Ukraine. Theo tuyên bố chung, các nước này sẽ cùng viện trợ cho Ukraine các hệ thống phòng không chiến lược, bao gồm các bệ phóng Patriot do Mỹ, Đức và Romania cung cấp, các bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Hà Lan và một hệ thống tên lửa phòng không Samt do Italia cung cấp. Trong những tháng tới, Mỹ và các đối tác dự định sẽ cung cấp cho Ukraine hàng chục hệ thống phòng thủ chiến thuật, bao gồm NASAMS, Hawk, Iris T, SLM, Iris T, SLS và Gepard. Các hệ thống này sẽ giúp mở rộng và củng cố phạm vi phòng không của Ukraine. Các nước bao gồm Canada, Na Uy, Tây Ban Nha và Anh sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các hệ thống này, trong khi các đồng minh khác sẽ giúp hỗ trợ tên lửa đánh chặn tuyên bố chung cũng hoan nghênh các hoạt động của NATO nhằm hỗ trợ nỗ lực của Ukraine phát triển một hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp của NATO. Ngoài ra, NATO sẽ cần thêm từ 35 đến 50 lữ đoàn để hiện thực hóa hoàn toàn các kế hoạch mới nhằm phòng thủ trước một cuộc tấn công tiềm tàng từ Nga. Một lữ đoàn gồm từ 3.000 đến 7.000 quân. Do đó, việc tạo ra thêm từ 35 đến 50 đơn vị như vậy sẽ là một thách thức đáng kể đối với khối. Theo Reuters, các nhà lãnh đạo NATO dự kiến sẽ triển khai về kế hoạch trên ở Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Washington. Một quan chức NATO cho biết, hệ thống phòng không và tên lửa, hệ thống vũ khí tầm xa, hậu cần cũng như đội hình cơ động trên bộ quy mô lớn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Các yêu cầu chi tiết về quân đội và vũ khí cần thiết để bảo vệ liên minh. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Trung Quốc vừa qua đã lên tiếng chỉ trích những thông tin sai lệch, đổ lỗi cho NATO sau khi người đứng đầu liên minh quân sự này cáo buộc Bắc Kinh ủng hộ kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO gây tổn hại đến an ninh của các nước khác và hành động của họ đã mang lại rủi ro an ninh cực kỳ cao cho thế giới và khu vực. Trước những nhận xét sai lầm gần đây của Tổng Thư ký NATO liên quan đến Trung Quốc, Tân Hòa Xã dẫn lời ông Lâm nhấn mạnh Trung Quốc kiên quyết phản đối những lời bôi nhọ và đổ lỗi của NATO nhằm vào Trung Quốc đồng thời phản đối NATO sử dụng Trung Quốc làm cái cớ để tiến về phía đông vào châu Á Thái Bình Dương và làm xáo trộn tình hình khu vực. Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết xét đến khuynh hướng bài Nga của NATO và sự tham gia của liên minh vào cuộc xung đột ở Ukraine, Điện Kremlin sẽ theo dõi chặt chẽ tuyên bố hoặc quyết định được lãnh đạo các quốc gia phương Tây đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Mỹ. Trước đó, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Grant Shapps cũng từng cáo buộc Trung Quốc cung cấp hoặc chuẩn bị cung cấp cho Nga hàng viện trợ quân sự sát thương để dùng ở Ukraina. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã nhiều lần bác bỏ chuyện này. Ông Saab không cung cấp bằng chứng chứng minh cho tuyên bố của mình. Tuy nhiên, ông lưu ý thương mại giữa Nga, Trung Quốc đã tăng 64% kể từ khi xung đột Nga-Ukraina nổ ra và cho rằng họ đang che chở cho nhau. Thời gian qua, Trung Quốc đã chính thức tuyên bố nước này là một bên trung lập trong cuộc xung đột Nga-Ukraina và phủ nhận việc cung cấp vũ khí sát thương cho Moscow. Tuy nhiên, Bắc Kinh và Moscow đang tiếp tục phát triển quan hệ song phương. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần cảnh báo về sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga và dọa sẽ trừng phạt các tổ chức tài chính Trung Quốc đang giúp Nga né tránh lệnh trừng phạt của phương Tây. Hồi tháng 4, Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt với 20 công ty có trụ sở tại Trung Quốc đại lục và đặc khu Hồng Kông sau nhiều lần đưa ra cảnh báo về sự hỗ trợ của trung quốc đối với quân đội nga đại sứ quán trung quốc tại washington khẳng định bắc kinh giám sát việc xuất khẩu các mặt hàng lương thực theo luật pháp và quy định đồng thời khẳng định những trao đổi kinh tế và thương mại bình thường giữa trung quốc và nga phù hợp với các quy tắc và nguyên tắc thị trường của tổ chức thương mại thế giới Hãng Pravda tiết lộ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã viết thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và các lãnh đạo Liên minh châu Âu EU sau khi ông có chuyến thăm bất ngờ tới Nga. Trong thư, lãnh đạo Hungary khẳng định ông không đưa ra bất kỳ đề xuất hay bày tỏ bất kỳ ý kiến nào thay mặt Hội đồng châu Âu hoặc Liên minh châu Âu khi đến thăm Nga. Đề cập đến cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Orbán cho biết thái độ của nhà lãnh đạo Nga đối với tình hình tiền tuyến khác biệt đáng kể so với cách nhìn của Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông Oban viết, Tổng thống Putin không đề cập đến tổn thất của quân đội Nga dưới bất kỳ hình thức nào. Nga ước tính lực lượng Ukraine chịu tổn thất khoảng 40.000 đến 50.000 binh sĩ mỗi tháng. Con số này thậm chí còn tăng lên trong những tuần gần đây. Vì vậy, ông Putin ngạc nhiên khi Tổng thống Ukraine bác bỏ đề xuất ngừng bắn tạm thời. Trong phần còn lại của bức thư, ông Oban nhắc lại lập luận châu Âu cần hòa bình để phát triển kinh tế. Nhưng cơ hội hòa bình đang giảm dần vì các kênh ngoại giao bị chặn và không có đối thoại trực tiếp giữa các bên. Cuối cùng, ông Orbán tin rằng Mỹ sẽ không thể hiện sự lãnh đạo chính trị về vấn đề này trong vài tháng tới do sắp diễn ra bầu cử tổng thống. Vì vậy, cần cân nhắc việc đưa ra sáng kiến châu Âu theo tinh thần tự chủ chiến lược. Trong khi đó, về sứ mệnh hòa bình của Thủ tướng Viktor Orbán, cố vấn của Thủ tướng Hungary Balázs Orbán cho biết, hơn 2 năm qua, ngày càng có nhiều người nói về hòa bình và ý định thiết lập nó nhưng cho đến nay vẫn chưa có ai đủ can đảm để làm gì chẳng hạn như mở lại các kênh liên lạc giữa các bên ông balas oban nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc khẳng định rằng nếu muốn chấm dứt xung đột bạn cần phải khôi phục các kênh liên lạc động thái này phản ánh quan điểm của budapest rằng đối thoại liên tục là rất quan trọng để giải quyết xung đột và bảo đảm rằng châu âu đóng vai trò quan trọng trong bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào vì vậy, cương vị chủ tịch hội đồng EU của Hungary là một cơ hội tốt để hành động. Trả lời phỏng vấn với Euractiv, ông Balas Orbán giải thích rằng mục đích chính của các chuyến thăm của Thủ tướng Viktor Orbán là khám phá các con đường có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn, một bước mà Hungary tin là không thể né tránh. Thủ tướng Orbán nói, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến, đây là cách cuộc xung đột này sẽ kết thúc. Đồng thời, ông cũng nêu rõ, Hungary tin tưởng rằng lệnh ngừng bắn cuối cùng sẽ đạt được và càng sớm thì càng tốt cho châu Âu. Các nhà điều tra tại Pháp đang xem xét nguồn tài chính cho chiến dịch tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Marine Le Pen vào năm 2022, cuộc bầu cử mà bà đã thua trước Tổng thống Emmanuel Macron. Theo văn phòng công tố viên của Pháp, cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc tham ô, giả mạo và lừa đảo được mở vào đầu tháng 7. Theo sau một báo cáo hồi năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về Tài khoản Chiến dịch và Tài chính Chính trị, CNCCFP, trong đó xem xét kỷ lưỡng chi phí và tài trợ bầu cử của các ứng cử viên, là người đứng đầu đảng RN của Pháp cho đến năm 2021. Bà Marine Le Pen đã tranh cử với ông Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2017 và 2022 và có thể tái tranh cử vào năm 2027. Từ năm 2023, Ủy ban Quốc gia phụ trách giám sát tài chính tranh cử, CNCCFP, đã thông báo với văn phòng công tố Paris về việc này. Bà Le Pen lãnh đạo Đảng Tập hợp Quốc gia RN đã đầu tư khoảng 11,5 triệu euro, tức khoảng 12,4 triệu đô la Mỹ trong cuộc chạy đua lần thứ ba vào Điện Elysee vào năm 2022. Đó cũng là lần thứ hai bà đối đầu với Tổng thống Emmanuel Macron trong vòng bầu cử thứ hai và thất bại. Tháng 12 năm 2022, CNCCFP đã phản đối các khoản chi phí liên quan đến việc dán và dỡ bỏ tài liệu vận động tranh cử trên 12 chiếc xe buýt. Mô tả đây là khoản chi bất thường lãnh đạo RN đã kháng cáo và vụ án đã bị hủy bỏ. Trong chiến dịch tranh cử lần đầu của bà Le Pen vào năm 2017, ủy ban trên cũng đã bác bỏ khoản chi 873.576 euro, hầu hết là một khoản vay từ Đảng Mặt trận Dân tộc, FN, tiền thân của RN. Bà Le Pen đã không kháng cáo. Từ ngày 30 tháng 9 tới, một tòa án ở Pháp sẽ xét xử bà Le Pen, người vừa tái đắc cử vào Hạ viện trong cuộc bầu cử ngày 7 tháng 7, cùng 24 nghị sĩ khác và đảng của bà liên quan đến các cáo buộc biển thủ quỹ Liên minh châu Âu (EU) để trả lương cho các trợ lý của các nghị sĩ châu Âu trong thời gian từ năm 2004 đến năm 2016. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý liên quan đến tình hình ở Trung Đông. Thưa quý vị, truyền thông địa phương dẫn đánh giá của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, sau 9 tháng xung đột, phần lớn mạng lưới đường hầm của phong trào Hamas ở Gaza vẫn trong trạng thái hoạt động tốt. Do đó, IDF cho rằng Hamas vẫn có khả năng tổ chức cuộc tấn công gần biên giới với Israel hoặc thậm chí là xuyên qua biên giới đó. Truyền thông địa phương dẫn đánh giá của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, sau 9 tháng xung đột, phần lớn mạng lưới đường hầm của phong trào Hamas ở Gaza vẫn trong trạng thái hoạt động tốt. Do đó, IDF cho rằng Hamas vẫn có khả năng tổ chức tấn công gần biên giới với Israel hoặc thậm chí xuyên qua biên giới đó. Kênh tin tức 12 trích đánh giá của IDF nêu rõ các đường hầm của Hamas trong trại tị nạn tại miền trung Gaza, Rafah ở phía nam và Shijaya ở phía bắc đều đang ở tình trạng tốt. Ngoài ra, tại Khan Yunis, phía nam Gaza, nhiều đường hầm mà IDF tấn công đã được sửa chữa. Điều tương tự cũng diễn ra với các nhà máy sản xuất bê tông để xây dựng đường hầm trong khu vực. Mặc dù IDF đã tập trung vào xử lý Hamas ở Rafah trong những tuần gần đây, nhưng chỉ có một số đường hầm bị phá hủy trên hành lang Philadelphia dọc theo biên giới Gaza-Ai Cập. IDF bổ sung rằng các đường hầm tại Gaza City cũng ở trong tình trạng từ trung bình đến tốt, giúp Hamas tiến gần đến biên giới với Israel. IDF cũng nhấn mạnh trong báo cáo rằng lực lượng này vẫn tập trung vào xử lý mạng lưới đường hầm của Hamas và dần dần phá hủy chúng, bao gồm cả những chiếc ở biên giới. Kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát, lực lượng Israel đã phát hiện và phá hủy nhiều đường hầm của Hamas. Các quan chức cấp cao quân đội Israel đánh giá mạng lưới đường hầm của Hamas tại Gaza dài khoảng từ 563 km đến 724 km một quan chức quân đội israel nhận định với tờ times ở israel rằng có thể mất nhiều năm để xử lý mạng lưới đường hầm của hamas quân đội israel sẽ phải lên sơ đồ kiểm tra bẫy và giải cứu con tin trước khi có thể phá hủy các đường hầm theo new york times hệ thống đường hầm là một cơn ác mộng dưới lòng đất đối với quân đội israel đây cũng là cốt lõi cho khả năng sống sót của các tay súng hamas mọi mục tiêu chiến lược của israel ở gaza giờ đây đều gắn liền với việc phá hủy các đường hầm ông daphne richmond barak chuyên gia về chiến tranh đường hầm tại đại học richmond ở israel nhận định nếu muốn tiêu diệt lãnh đạo và kho vũ khí của Hamas, bạn phải phá hủy các đường hầm. Việc này gắn kết với mọi phần của nhiệm vụ quân sự. Hamas đã đầu tư rất nhiều vào các đường hầm vì họ không có đủ nguồn lực hoặc quân số chống lại quân đội Israel trong một cuộc chiến thông thường. Tổ chức này thường sử dụng đường hầm làm căn cứ quân sự và kho vũ khí, đồng thời dựa vào các đường hầm này để di chuyển lực lượng mà không bị phát hiện. Từ đó, có thể bảo vệ chỉ huy hàng đầu của mình. Một tài liệu năm 2022 cho thấy, Hamas đã chi một triệu đô la Mỹ làm phần cửa đường hầm một nhà xưởng dưới lòng đất và chi trả một số mục khác tại thành phố Khan Yunis, miền nam giải Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào ở Gaza đều phải cho phép Israel chiến đấu cho đến khi đạt được mục tiêu. Tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được đưa ra sau khi Hamas chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn theo từng giai đoạn do Mỹ đề xuất Cụ thể, thỏa thuận này bỏ qua yêu cầu quan trọng là Israel phải cam kết ngừng bắn vĩnh viễn trước khi ký kết. Đồng thời Hamas hy vọng sớm chấm dứt tình trạng căng thẳng thông qua các cuộc đàm phán trong giai đoạn 6 tuần đầu tiên của thỏa thuận nhằm giải quyết xung đột ở Gaza. Một trong những mục tiêu chính mà thủ tướng Israel liên tục nêu ra là tiêu diệt hoàn toàn nhóm chiến binh Hamas. Tuy nhiên Hamas muốn có sự đảm bảo bằng văn bản từ các nhà trung gian quốc tế rằng Israel sẽ tiếp tục đàm phán ngừng bắn vĩnh viễn khi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận có hiệu lực. Vấn đề con tin cũng được giải quyết sau khi thực hiện giai đoạn đầu tiên. Hamas đang chờ phản hồi từ Israel đối với đề xuất mới nhất. Tuy nhiên, ông Netanyahu nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải cho phép Israel tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của cuộc chiến. Trong khi trước đó, một quan chức cấp cao Hezbollah khẳng định một khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, Hezbollah sẽ ngừng tấn công ngay lập tức. Tổ chức này cho biết các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái vào miền Bắc Israel là nhằm ủng hộ người Palestine. Ngoài ra, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin Tổng thống Tayyip Erdogan nói rằng ông hy vọng lệnh ngừng bắn cuối cùng có thể đạt được trong vài ngày tới và kêu gọi các nước phương Tây gây sức ép để Israel chấp nhận các điều khoản được đưa ra. Đề xuất mới của Hamas được cho là câu trả lời cho một kế hoạch gồm 3 giai đoạn được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố vào cuối tháng 5, bao gồm việc thả khoảng 120 con tin vẫn bị giam giữ ở Gaza và một lệnh ngừng bắn. Kế hoạch này bao gồm việc thả dần các con tin và lực lượng Israel rút quân trong hai giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ ba liên quan đến việc tái thiết Gaza. Israel trước đây khẳng định họ sẽ chỉ chấp nhận tạm dừng giao tranh cho đến khi Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn. Theo truyền thông, nhà lãnh đạo Israel đã lên lịch tổ chức tham vấn đối với các bước tiếp theo song tuyên bố mới nhất của ông khiến việc đạt thỏa thuận trở nên khó khăn hơn. Ông Netanyahu nhấn mạnh, kế hoạch đã được Israel chấp nhận và được Tổng thống Joe Biden hoan nghênh cho phép Israel trao trả con tin mà không ảnh hưởng đến những mục tiêu khác của cuộc xung đột. Các cuộc đàm phán do Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian cho đến nay vẫn chưa đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza hoặc thả các con tin. Quay trở lại với những diễn biến xung đột Nga-Ukraine thưa quý vị Mỹ vừa nhận tin xét đánh về một loạt hệ thống vũ khí của mình ở Ukraine, Nga đang chút cơn thịnh nộ với những đòn giáng vô cùng dữ dội. Một đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố đã ghi lại khoảnh khắc các hệ thống tên lửa HIMARS bị phá hủy và bốc cháy dữ dội tạo thành quả cầu lửa khổng lồ. Bộ Quốc phòng Nga mới đây ra tuyên bố cho biết lực lượng Nga đã hoàn tất phá hủy các hệ thống HIMARS mà Ukraine đã sử dụng để bắn tên lửa ATACMS, cả hai đều do Mỹ cung cấp tấn công thành phố Sevastopol ở Crimea đi kèm với tuyên bố Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc các hệ thống tên lửa HIMARS bị phá hủy và bốc cháy dữ dội, tạo thành quả cầu lửa khổng lồ. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, kíp vận hành UAV của lực lượng vũ trang Nga đã phát hiện ba hệ thống phóng HIMARS đang di rời và ẩn nấp trong vành đai rừng gần khu định cư Klapaja ở Kherson. Ngay khi nhận được tin báo kíp tên lửa Iskander của Nga đã tiến hành tấn công vào các vị trí được ngụy trang. Cơ quan này đồng thời cho biết tổng cộng đã có 3 hệ thống phóng M142 HIMARS cùng 10 chuyên gia nước ngoài hỗ trợ Ukraine vận hành hệ thống này đã bị loại bỏ. Nga tiếp tục công bố đoạn video ghi lại cảnh xe tăng M1 Abrams của Mỹ bị tiêu diệt. Đáng chú ý, theo tờ Rossiyskaya Gazeta của Nga, chiếc xe tăng này do chính các binh sĩ Ukraine đào tẩu sang Nga phá hủy. Tờ Roshiskaya Gazeta cho hay nỗ lực phản công đã kết thúc tồi tệ với cả bộ binh Ukraine và xe tăng Mỹ. Bộ binh Ukraine rút lui với tổn thất nặng trong khi chiếc Abrams cháy rụi. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video do máy bay không người lái ghi lại cho thấy tên lửa Iskander tấn công quét sạch hai tổ hợp tên lửa Patriot do Mỹ cung cấp cho Ukraine ở gần Yuznoy, vùng Odessa. Có thể nói, trong những ngày qua, vũ khí Mỹ tại Ukraine đang bị Nga săn lùng giáo giết. Tờ Moskovsky Komsomoles Mk cho biết đây đều là những đòn giáng trả mạnh mẽ nhất của Nga nhằm vào vũ khí Mỹ sau vụ tập kích vào Sevastopol. Trước đó, lực lượng Ukraine đã tấn công Sevastopol, thành phố lớn nhất trên bán đảo Crimea, bằng tên lửa Atacms có đầu đạn chùm do Mỹ cung cấp. Bốn tên lửa đã bị bắn hạ và một tên lửa bị trật hướng khiến nó phát nổ trên không. Sau vụ tấn công, Nga đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Moscow, Lin Tracy, để bày tỏ sự phản đối. Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Mỹ có trách nhiệm ngang bằng với Kiev về vụ tấn công tên lửa vào dân thường ở Sevastopol. Về phần mình, đại sứ Tracy thể hiện sự tiếc nuối về bất cứ thương vong nào về dân thường. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller giải thích rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, ông Miller cũng nhấn mạnh rằng Mỹ không có đánh giá cụ thể về vụ tấn công xảy ra ở Crimea. Ngược lại, theo Charlie Diaz, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ, Ukraine đã có quyền tự quyết định về các mục tiêu tấn công và tự thực hiện các hoạt động quân sự của mình. Cháu nội cố Tổng thống Mỹ John Kennedy, ông Robert F. Kennedy Jr., người cũng đang tranh cử Tổng thống Mỹ, đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ về vụ tấn công. Ông cho rằng vụ tấn công tên lửa Atak MS vào Sevastopol là hành động chiến tranh do Mỹ giàn dựng. Ông đã gọi vụ tấn công tên lửa Atak MS vào bãi biển ở thành phố Sevastopol, bán đảo Crimea là hành động khủng bố. Đồng thời ông cáo buộc vụ việc là một hành động xung đột của Mỹ chống lại thường dân Nga. Nga đang phát triển một mạng lưới khinh khí cầu để đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraina, tương tự như chiến thuật từng được sử dụng trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai. Phát biểu tại một hội thảo ở Saint Petersburg, bà Polina Anbek, tổng giám đốc công ty hàng không vũ trụ First Airship của Nga, chịu trách nhiệm phát triển mạng lưới này cho biết: "Hoạt động chính của chúng tôi là chế tạo khinh khí cầu chở hàng nhưng hiện tại, từ nhu cầu cấp bách trên chiến trường cùng với kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, chúng tôi đã cố gắng tạo ra một hệ thống phòng thủ có vai trò như rào chắn. Theo Telegram, các khinh khí cầu sẽ được đặt trong nhà chứa máy bay, từ đó chúng sẽ nhanh chóng bay lên liên tiếp rồi thả tấm lưới cao 250m để tạo thành lớp phòng thủ trên không ngăn máy bay không người lái đang lao tới. Telegraph đưa tin, mỗi khinh khí cầu có thể bay cao 300m so với mặt đất, tải trọng tối đa khoảng 30kg đủ để mang theo một tấm lưới nhẹ. Ngoài ra, chúng có thể được trang bị radar, thiết bị gây nhiễu điện tử và camera cho tầm nhìn 360 độ với phạm vi quan sát lên tới hơn 10 km. Một số bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nhiều khinh khí cầu màu trắng có vây lớn màu xanh lam ở phía sau bay lơ lửng trên khu rừng Bạch Dương và hồ nước của Nga. Theo bà Anbek, các khinh khí cầu cũng có thể được gắn một loại súng chân không để phóng các tấm lưới siêu nhẹ vào máy bay không người lái đang lao tới. Bà Anbek cho biết hệ thống này đã được thử nghiệm và công ty đang có rất nhiều đơn đặt hàng các nhà phát triển đã lấy cảm hứng từ việc sử dụng khinh khí cầu trong thế chiến thứ nhất ngoài ra phương tiện này cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống phòng thủ của anh trong thế chiến thứ hai về mặt lý thuyết việc sử dụng rào chắn từ khinh khí cầu sẽ đạt hiệu quả tương đương nhằm ngăn chặn máy bay không người lái tấn công tầm xa vốn hoạt động ở độ cao tương đối thấp và bay với tốc độ chậm hơn nhiều so với máy bay chiến đấu một khi chạm vào hệ thống lưới các UAV sẽ phải tạm dừng hoạt động, thậm chí bị vô hiệu hóa. Trước đó, nhiều nhà quan sát quân sự của Nga đã kêu gọi cải thiện khả năng phòng thủ trước máy bay không người lái của Ukraine có ý định tấn công căn cứ không quân, nhà máy lọc dầu, thậm chí cả hệ thống radar tiên tiến của Nga hoặc đưa cảnh báo sớm về một vụ phóng tên lửa hạt nhân. Nga được cho là đã sử dụng khinh khí cầu trong cuộc xung đột tại Ukraine. Năm 2023, không quân Ukraine cáo buộc Moscow phóng hàng chục khinh khí cầu vào Kiev để đánh lạc hướng hệ thống phòng thủ của đối phương trước khi thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Mặc dù Nga không công khai giá của những chiếc khinh khí cầu, nhưng một số nhà phân tích cho rằng giá hệ thống này sẽ thấp hơn việc lắp đặt các hệ thống phòng không xung quanh một cơ sở chiến lược. Một trong những loại khinh khí cầu được Nga sử dụng hiện nay là khinh khí cầu AKV-05 được trang bị hệ thống giám sát quang học, nhiệt và vô tuyến có khả năng trinh sát ở khoảng cách lên tới 10 km. Kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine liên tiếp nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và căn cứ không quân của Nga bằng các cuộc tấn công tầm xa sử dụng máy bay không người lái. Ông Jock Barus, công tác tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho rằng, ở thời điểm hiện tại, Nga đang chiếm ưu thế họ có thể chọn địa điểm, thời gian, chiến thuật để tiến hành các hoạt động tấn công ở bất cứ nơi đâu dọc theo chiến tuyến dài gần 1.000 km, đồng thời tạo ra các hành lang liên lạc kết nối những thành phố mà họ chiếm được ở Ukraine và tạo ra xương sống cho việc phòng thủ miền đông Ukraine. Mới đây, lực lượng không quân vũ trụ Nga đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào các mục tiêu quân sự ở Ukraine. Hệ thống phòng không của Ukraine đã thất bại và có tới 40 tên lửa tấn công vào thủ đô Ukraine và khu vực này. Chuyên gia quân sự Boris Zohin của Nga viết trên Telegram rằng: Tính đến 12 giờ trưa hôm 8 tháng 7, chúng ta có thể nói về khoảng 18 đến 20 vụ nổ ở Kiev, Dnipropetrovsk, Krivarok, Kramatorsk cũng như ở các vùng Poltava, Zhytomyr và Sumy. Trong khi đó, Kiev hứng chịu một trong những cuộc tập kích tồi tệ nhất trong xung đột. Các mục tiêu đã bị tấn công ở các quận Solomensky, Golosevsky, Dnipropetrovsky Danitsky, Sovietovsky, Dnyansky, Sepchenkovsky. Cuộc tấn công diễn ra ban ngày thay vì ban đêm hoặc dạng sáng như các đợt tập kích quy mô lớn trước đó. Theo lực lượng không quân Ukraine, các cuộc tấn công nhằm vào nhiều thành phố khác nhau của Ukraine, bao gồm việc sử dụng tên lửa siêu thanh Kinza. Loại tên lửa này là một trong những vũ khí tiên tiến nhất của Nga. Nó bay với tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh nên rất khó bị đánh chặn. Ngoài ra, các bong ke ngầm của nhà máy hàng không Atyom ở Kiev cũng bị phá hủy. Việc phá hủy các bong ke ngầm đã khiến hành khách phải sơ tán khỏi ga tàu điện ngầm. Lukianoskaya nằm gần nhà máy và bị chôn vùi ở độ sâu ít nhất 100 m Các nguồn tin của Nga cho biết các chuyên gia cấp cao của NATO và ban chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine đang ở trong các bong ke của nhà máy vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công. Theo kênh Kiev Movement Telegram, ba trạm biến áp ở Kiev đã bị phá hủy hoặc hư hỏng hoàn toàn các vị trí của hệ thống phòng không Patriot của Mỹ ở Giuliani cũng bị tấn công trong cuộc tấn công. Bình luận về các cuộc tấn công trên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định họ chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự và công nghiệp quốc phòng. Họ nói rằng thiệt hại trên diện rộng ở Kiev thực tế là do tên lửa phòng không của Ukraine gây ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa cho biết lực lượng Nga lại tiếp tục tập kích quy mô lớn bằng tên lửa nhằm vào Ukraine. Hơn 40 quả đạn các loại đã tấn công thủ đô Kiev cùng các thành phố Dnipro, Rih, Slavyansk và Kramatorsk. Nhiều khu dân cư, cơ sở hạ tầng và một bệnh viện đã bị hư hại. Cuộc tấn công diễn ra ban ngày, thay vì ban đêm hoặc dạng sáng như các đợt tập kích quy mô lớn trước đó. Cơ quan an ninh Ukraine nói vũ khí phóng tới Kiev là tên lửa hành trình KH-101. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận ít nhất 37 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương sau khi Nga tấn công vào một số tỉnh thành của Ukraine đây là vụ tấn công gây thương vong lớn nhất của Nga trong vòng vài tháng trở lại đây. Theo cơ quan khẩn cấp quốc gia Ukraine, trong số những người thiệt mạng, 33 người ở thành phố Kiev, 11 người ở tỉnh Dnipropetrovsk, Ông Zelensky đã lên án vụ tấn công và kêu gọi các đồng minh đối tác hỗ trợ Kiev nhiều hơn nữa để đối phó với mối đe dọa. Ông Zelensky kêu gọi, chúng tôi cần bắn hạ tên lửa của Nga, phá hủy máy bay chiến đấu Nga ngay tại căn cứ. Chúng tôi cần thực hiện các bước đi mạnh mẽ. Thế giới có thể làm điều này các đồng minh và đối tác có thể làm điều này. Vụ tấn công của Moscow diễn ra trong bối cảnh Ukraine được cho là sắp tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-16 của phương Tây và trước thềm hội nghị thượng đỉnh của NATO từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 7 tại Washington. Vào thời điểm diễn ra vụ tấn công, ông Zelensky đang trong chuyến công du Ba Lan và đã mở đầu buổi họp báo tại Warsaw bằng một phút mặc niệm cho các nạn nhân. Trong khi đó, hãng TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ cáo buộc từ Kiev. Bộ này khẳng định nhiều bức ảnh và đoạn video được công bố từ Kiev xác nhận thực tế vụ phá hủy là do một tên lửa phòng không của Ukraine bị rơi khi phóng từ hệ thống tên lửa phòng không trong thành phố. Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng lực lượng vũ trang Nga tấn công các mục tiêu phức hợp công nghiệp quân sự của Ukraine là để đáp trả các nỗ lực tấn công nhằm vào các mục tiêu bên trong nước Nga. Mới đây, theo hãng tin TASS, Trung tướng Igor Kirillov, người đứng đầu lực lượng bảo vệ hạt nhân, hóa học và sinh học Nga nói rằng quân đội Nga phát hiện một phòng thí nghiệm vũ khí hóa học của Ukraine gần thành phố Adipka ở vùng Donetsk. Theo ông Kirillov, trong quá trình trinh sát kỹ thuật, lực lượng Nga phát hiện một phòng thí nghiệm có thiết bị hóa học ở tầng trệt của một tòa nhà tại một khu định cư gần Adipka. Ông Kirillov nói rằng lực lượng phòng thủ phóng xạ, hóa học và sinh học RCBD của Nga đã tìm thấy hệ thống lọc khí thải, lo phản ứng hóa học, bình chứa các dioxide và nhiều dụng cụ phòng độc tại tòa nhà. Vị tướng này cho biết sau khi mang các hóa chất ở phòng thí nghiệm về phân tích. Các chuyên gia Nga xác định có axit sulfuric, natri cyanua và lượng nhỏ các anion cyanua. Ông Kirilo lưu ý, công suất của phòng thí nghiệm ở Adipka là ít nhất 3 kg một ngày. Đơn vị này do đội ngũ nhân viên gồm từ 2 đến 3 người duy trì. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, hít phải lượng nhỏ chất độc này có thể gây tử vong, chỉ cần từ 70 đến 80 mg một người. Ông Kirilov cáo buộc quân đội Ukraine sử dụng chất độc không chỉ trong quá trình chiến đấu mà còn để thực hiện các cuộc tấn công nguy hiểm ở các vùng lãnh thổ mà Nga tuyên bố sáp nhập để nhằm vào một số nhân vật chính trị Nga. Trước đó, Trung tướng Igor Kirillov nhấn mạnh, lực lượng vũ trang Nga cho rằng Washington và Kiev đã vi phạm các điều khoản của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học OPCW và lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí hóa học do Mỹ sản xuất trên chiến trường. Ông Kirillov cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để thả lựu đạn hơi ngạt do Mỹ sản xuất với hợp chất CS một loại hóa chất được phân loại là công cụ kiểm soát đạo loạn, gây kích ứng mắt, đường hô hấp trên, có thể gây bỏng da, liệt hô hấp và ngừng tim khi sử dụng ở nồng độ cao. Ông cho rằng Mỹ chuyển những loại vũ khí như vậy cho Ukraine và vi phạm trực tiếp các quy tắc của OPCW, trong đó nêu rõ một quốc gia không bao giờ trong bất kỳ trường hợp nào được chuyển giao vũ khí hóa học trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ ai. Ông cũng cho biết, lực lượng của Moscow đã bị tấn công bởi một máy bay không người lái mang theo một thùng chứa đầy chloropicrin được phân loại là hợp chất bị nghiêm cấm, ngay cả đối với mục đích thực thi pháp luật. Loại hóa chất tương tự cũng được ký ép sử dụng gần làng Rabotino. Vị tướng này cũng đưa ra một số ví dụ, tố ký ép sử dụng chất độc hại chống lại binh sĩ Nga cũng như đầu độc các quan chức cấp cao. Ông Kirillov cho biết, tình báo Nga tin rằng lực lượng Ukraina dưới sự hướng dẫn của những người ủng hộ từ phương Tây phát triển một chiến thuật quân sự mới sử dụng vành đai hóa học liên quan đến việc làm nổ tung các thùng chứa axit hyrocyanic và Ammoniac để ngăn chặn lực lượng Nga. Ông nói thêm rằng kế hoạch được chứng minh bằng việc Kiev đã yêu cầu EU cung cấp cho nước này thuốc giải độc, mặt nạ phòng độc và các thiết bị bảo hộ cá nhân khác vào năm 2024. Trước đó là thuốc giải độc phốt pho hữu cơ và khí mù tạt cùng một số chất khác được các nước NATO cung cấp vào năm 2023. Ông Krylov bình luận, rõ ràng là số lượng mà Ukraine yêu cầu là quá mức đối với một quốc gia không có vũ khí hóa học. Mới đây, Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo sẽ mua 58 xe bọc thép chở quân Rosomak từ các hãng Huta Stalova Vola, Polska Grupa, Zabro Zenioa, Rosomak SA và VKB Electronic SA. Lô xe bọc thép chở quân này được tích hợp hệ thống pháo điều khiển từ xa và được trang bị bệ phóng tên lửa dẫn đường chống tăng Spy LR. Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết, tổng giá trị của hợp đồng là khoảng 2,6 tỷ zloty tức khoảng 659,80 triệu đô la Mỹ và việc giao hàng sẽ được thực hiện vào năm 2026, 2027. Những động thái nêu trên của Ba Lan diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa quốc gia láng giềng Ukraina với Liên bang Nga vẫn đang tiếp diễn. Còn căng thẳng cũng gia tăng tại biên giới Ba Lan Belarus. Theo hãng tin Reuters, xung đột giữa quốc gia láng giềng Ukraina với Liên bang Nga đã khiến việc tăng cường lực lượng vũ trang trở thành ưu tiên hàng đầu của Ba Lan. Trước đó vào đầu tháng 1 năm 2024, hãng thông tấn Benga của Bỉ cho biết, Ba Lan đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng chi tiêu quân sự của NATO vào năm 2023, với mức chi tiêu lên tới 3,9% tổng sản phẩm quốc nội GDP của đất nước. Theo Benga, cho đến nay mới chỉ có 10 quốc gia thành viên NATO trong số 31 quốc gia đã đạt mức tối thiểu 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng. Đứng thứ hai và thứ ba lần lượt là Hy Lạp với 3% và Estonia với 2,7%. Các quốc gia còn lại gồm Phần Lan, Hungary, Latvia, Litva, Romania, Slovakia và Vương quốc Anh. Trong khi đó, Bỉ và Luxembourg xếp hạng thấp nhất với chi tiêu quân sự lần lượt là 1,1% GDP và 0,7% GDP. Ba Lan gần đây đã đặt mua khí tài quân sự hiện đại từ Hàn Quốc, bao gồm các đơn vị pháo tên lửa Chumu, xe tăng K2, pháo tự hành K9 và máy bay huấn luyện chiến đấu FA-50 một phản ứng sau khi cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine nổ ra. Trong một diễn biến khác, hãng tin AFP của Pháp cho biết, quân đội Ba Lan đang triển khai chương trình huấn luyện miễn phí dành cho người dân quan tâm tới các kỹ năng chiến đấu như bắn súng, ném lựu đạn và chiến thuật quân sự. Trả lời phỏng vấn AFP, một số người dân cho biết họ muốn học hỏi những điều cơ bản để sinh tồn và phải làm gì trong tình huống nguy hiểm. Thomas Sankovsky, một nhà đầu tư 54 tuổi, từng phục vụ trong quân đội nói tôi không biết mọi thứ sẽ đi theo hướng nào, nhưng chúng tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Hoạt động nêu trên của quân đội Ba Lan được tổ chức trong bối cảnh cuộc xung đột giữa quốc gia láng giềng Ukraine và Liên bang Nga đang tiếp diễn mà chưa có hồi kết. Bên cạnh cuộc xung đột tại Ukraine, Ba Lan cũng phải đối mặt với những lo ngại về an ninh dọc biên giới phía đông giáp với Belarus. Warsaw cáo buộc Minsk khuyến khích người di cư vượt biên vào Liên minh châu Âu EU qua biên giới Ba Lan dưới hình thức chiến tranh hỗn hợp. Chưa đầy 48 giờ sau khi nhậm chức, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh John Healey đã có cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Odessa và công bố gói viện trợ quốc phòng mới vào ngày 7 tháng 7. Trong một tuyên bố, tân Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết: "Chúng tôi cam kết luôn sát cánh cùng người dân Ukraine". Theo báo cáo, gói viện trợ của Anh sẽ bao gồm 250.000 viên đạn cỡ nhỏ, 90 tên lửa chống tăng Brimstone, 50 tàu cỡ nhỏ hỗ trợ các hoạt động trên sông và ven biển. 40 xe rà phá bom mìn, 10 khẩu pháo AS-90 cùng 61 xe ủi đất để giúp Ukraine xây dựng các vị trí phòng thủ. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã chỉ thị cho các quan chức chính phủ đẩy nhanh gói viện trợ quân sự đã cam kết hồi tháng 4 và đảm bảo chuyển giao toàn bộ cho Ukraine trong vòng 100 ngày tới. Đây không phải là lần đầu tiên Anh cung cấp một số lượng lớn tên lửa Brimstone cho Ukraine. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, London cũng đã cam kết chuyển 200 tên lửa loại này cho Kiev. Brimstone là dòng tên lửa tiên tiến của Anh do tập đoàn tên lửa MBDA phát triển từ năm 1996. Tên lửa Brimstone được thiết kế để chống lại các phương tiện bọc thép, pháo và các mục tiêu khác. Trước đó, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định sự ủng hộ của London dành cho Kiev trong xung đột vẫn sẽ được duy trì như trước đây. Ông Keir Starmer trở thành người đứng đầu chính phủ Anh sau khi Đảng Lao động giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử, giành được ít nhất 412 trong số 650 ghế tại Quốc hội Anh. Ngay khi đảm nhiệm cương vị mới, Thủ tướng Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Thủ tướng Keir Starmer khẳng định sự ủng hộ của Anh dành cho Ukraine vẫn không thể lay chuyển, đồng thời tiết lộ ông mong muốn một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Theo hãng thông tấn TASS, kể từ khi xung đột bùng phát, anh là một trong những quốc gia phương Tây dành sự ủng hộ lớn nhất cho Ukraine với cam kết hỗ trợ 12,5 tỷ bảng, tương đương khoảng 16 tỷ đô la Mỹ, bao gồm 7,6 tỷ bảng, tương đương 9,7 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự. Cam kết của London đối với Kiev vẫn không thay đổi, bất chấp những thay đổi ở vị trí lãnh đạo. Đầu năm nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã đưa ra những đánh giá về vai trò của Anh trong xung đột. Hồi tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga đã triệu đại sứ Anh tại nước này, Nigel Casey, sau khi Ngoại trưởng Anh David Cameron tuyên bố Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do Anh cung cấp để tấn công các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga. Nga cảnh báo động thái này có thể khiến các cơ sở và thiết bị quân sự của Anh trên lãnh thổ Ukraine trở thành mục tiêu tấn công. Nga cũng đã nhiều lần cảnh báo việc Mỹ, Anh cùng các đồng minh cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine sẽ không ngăn cản nước này đạt được các mục tiêu quân sự mà chỉ khiến xung đột kéo dài và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh youtube của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại